Xin chào các bạn đã quay trở lại với Mobile City. Như tiêu đề của video, ngày hôm nay mình sẽ có cái bài test hiệu năng trên Realme UI 4.0. Mà các bạn nhìn đi, áo không? Ở ngoài nha, ghi là Realme UI 3.0, nhưng khi mình kích vào, nó lại ghi là Realme UI 4.0 Android 13. Đây nha, các bạn nhìn này, Android 13. Và để chứng minh cho cái điều đó, trong phần quản lý thì các bạn thấy giao diện đã lớn hơn. Và cái tiếp theo liên quan đến AOD, đấy các bạn thấy là có thêm một vài cái tính năng khác, ví dụ như là phát nhà chẳng hạn. Thì cái này mình sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn khi mà so sánh giữa Realme UI 3.0 và Realme UI 4.0 nha. Rồi, các bạn xem mình sẽ test trực tiếp ở trên Realme GT Neo 3 với điểm số AnTuTu là hơn 800.000 điểm, 811.000. Và con chip trang bị trên Realme GT Neo 3 là Dimensity 8100. Ok, bây giờ mình sẽ vào cái tựa game PC Park luôn. Với Dimensity 8100, mình cứ test thử là max setting nha. Có thể là chơi nó sẽ không được quá sướng bằng cái việc các bạn để mức trung bình, nhưng mà thôi kệ, cứ test thử xem sao ha. Rồi, mình sẽ chơi bằng kết nối Wi-Fi, độ sáng để tầm khoảng 70% và hiện tại còn 91% pin và mình đã bật chế độ GT nha. Mình cho âm lượng to lên một chút. Tại mình đợt này mình thấy với Neo 3 nó nóng lên khá là nhanh nhá. Kể cả các bạn không có chơi game, các bạn sử dụng tác vụ bình thường thì so với thời gian trước thì mình thấy nóng hơn. Các bạn chơi max setting vẫn quá ngon. Mình đã tạo rất nhiều hiệu ứng, các effect chill các kiểu luôn, nhưng mà FPS các bạn có thể nhìn thấy là nó khá là đều. Đấy, như vậy thì với Realme GT Neo 3, cái vấn đề chính ở đây là về nhiệt độ thôi. Còn FPS nó đấy, vừa nói xong nó bị giật một tí. Còn FPS thì nó vẫn ở mức gọi là ngon. Realme UI 4.0 thì mình thấy nó sẽ cải thiện nhiều về hiệu suất, cụ thể là sẽ tăng lên tầm khoảng 10%. Cái tiêu thụ điện năng giảm, cũng như là nhiệt độ sẽ giảm được khoảng 1 độ C so với lại Realme UI 3.0. Đấy, đấy là những cái nâng cấp về mặt trải nghiệm hiệu năng nha. Còn những cái khác thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái video sau. Về cái mặt trải nghiệm hiệu năng thì mình không có chê gì cả. Mình chỉ không thích cái vấn đề nhiệt độ trên con này hiện tại. Nó nóng hơn. Ủa, cũng gọi là giật chứ đúng không? Trong quá trình mình chơi khoảng 8 phút thì khoảng 2 lần là nó có khựng mạnh một tí. Bởi đây là đồ họa cực cao mà các bạn, nên là sẽ dễ hiểu thôi. Các bạn có thể chơi trung bình thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Wow. Công nhận cái hiệu ứng ở trong Genshin Impact đẹp thật. Đi chưa bạn ơi? Các bạn nhìn cái biểu đồ FPS hiện tại từ phút thứ 10 trở đi, đó, FPS nó không được đều nữa, nó không được thẳng mấy ấy. Và bây giờ FPS nó sẽ thường xuyên ở mức tầm khoảng 4x thôi. Các bạn nhìn trên trời này, wow, đẹp nhờ. Rồi, ngay trên Park Realme UI 4.0 với lại Realme UI 3.0 ấy, thì mình thấy hiện tại hiệu năng nó chưa có khác biệt gì nhiều đâu các bạn. FPS thì nó cũng ở mức gọi là ổn. Để chơi max setting như thế này thì khá ok. Hiện tại cái phần mềm đo FPS của mình không còn thời gian đo nữa, mình sẽ chơi đến phút thứ 20 nha, để xem cái nhiệt độ ra sao. Cái hiệu ứng chuyển cảnh từ sáng xuống tối các bạn nhìn smooth không? Đẹp thật. Rất mở luôn các bạn. Wow. Khu vực cạnh camera nóng lắm rồi các bạn. Thôi mình chơi được khoảng 21 phút nha. Hiện tại phần trăm pin còn 71%. Nhiệt độ mặt trước là 47,5 độ C, cao đấy. Nhiệt độ mặt sau 45,4.
biểu đồ FS Gen Cinepark ở mức đồ họa max setting trên Realme GT Neo 3. Nhìn chung thì mình thấy khá ổn, nếu như gọi là chê thì không thể chê được, đúng không? Max setting như này là ổn nha. Ở cái giai đoạn từ phút thứ 10 đến phút thứ 12, 13 FPS nó có vẻ gập ghềnh hơn, và dần dần các bạn thấy FPS nó ổn định hơn rất là nhiều, đúng không? Và FPS trung bình là 54.9. Mình vừa có test xong hiệu năng trên Realme GT Neo 3, cái phiên bản giao diện Realme UI 4.0, các bạn cảm thấy sao? Nhìn chung nhá, nếu mà mình có test Genshin Impact ở mức độ họa max setting ấy, nhiệt độ như thế mà so sánh với lại Realme UI 3.0 thì mình thấy sự khác biệt nó chưa có rõ ràng. Về Genshin Impact các bạn có thể thấy là nhiệt độ rất cao, 47 độ, gần 48 độ. Bù lại về trải nghiệm chơi game, mình thấy FPS như thế khá là ngon nha. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn về mức giá Redmi K50 hay là Realme GT Neo 3, mình sẽ để đường link phần mô tả và bình luận cho bạn nào quan tâm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.